nhau mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Tín Dược Anh ơi! Tín Dược Anh! Anh Vui! Anh sang lấy dâu tây đúng không? Ủa? Tôi có hẹn sang mua dâu tây của cậu bao giờ nhỉ? Không, em không bảo là anh sang mua, mà là anh sang lấy cho mẹ anh. Không. À mà thôi, nếu mà là lấy cho mẹ tôi thì cậu cứ đưa đây, tôi cầm về hộ cho. Vâng, đây. Dạ vâng, hay nhờ anh nhá. Tôi xin nhá. Anh! À cậu! Anh nói đi ạ. Cậu nói trước đi. Thôi anh nói đi. Cậu là chủ nhà, cậu cứ nói trước đi. Chủ nhà nói trước ạ. Vâng. Thế em muốn hỏi là cái chỗ dâu tây này thì anh hay mẹ anh trả tiền nhỉ? Hay là em lại ghi vào sổ nhá? Tức là mẹ tôi chưa trả? Chưa ạ. Thế bà nợ cậu bao nhiêu? 1 triệu thôi ạ. Cái gì? Cái chỗ dâu tây này của cậu mà nhân 1 triệu, cậu có nhầm không đấy? Không. Do em nói chưa rõ. Dâu tây thì em chỉ bán 100.000 một hộp thôi. Nhưng mà mẹ anh là ghi sổ 9 hộp rồi. Nếu mà hộp này mà không trả mà ghi vào sổ nữa là 10 hộp là tròn 1 triệu anh ạ. Sao mẹ tôi mua chịu cậu tài thế nhỉ? Sao mà cậu cũng hay cơ. Bà mua chịu nhiều lần không trả, thế mà cậu vẫn dám bán. Lạ thật. Có gì đâu anh, người làm với nhau mà. May là hôm nay tôi vừa lĩnh lương xong. À, vâng. Thôi được rồi, tôi gửi cậu trước. Em xin. À đây. Thế cái việc chính tôi sang đây muốn hỏi cậu thì tôi quên béng mất. Có gì thế ạ? Cậu có thấy Mai nhà tôi đâu không? Mai nhà anh sợ hỏi em ạ. Thì lúc ấy tôi thấy Mai nhắn tin cho tôi là bảo sang đây chơi. Thì tôi sang đây đón thôi. Không, Mai chưa sang đây. À, lúc nãy em thấy Mai với cả kỹ sư Ánh là dắt tay nhau đi dạo ở vườn dâu ấy. Thôi chết tôi rồi. Thế là lại không đón kịp rồi. Kiểu gì cũng giận tôi cho mà xem. Kỹ sư Cánh này. Dạ. Cậu mới nhập cái cây gì mà nhìn trông giống hoa sen đấy? Anh ơi, đây là sen đá em vừa nhập về. Thế nó có khó chăm sóc không? Không, dễ cực luôn. Thế thì cậu cho tôi một cây. Vâng, thế anh chọn đi, anh lấy cây này à? Thì cây nào cũng được. Để em gói nhé. Anh chờ tí để em gói. Thế nào, đây. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng vừa mới tới thôi. Ôi, hôm nay người yêu anh xinh thế. Thế bình thường người ta không xinh à? Ngày nào mà người ta chả xinh. Hôm nay em có quà tặng anh đấy. Anh cũng có quà tặng em. Thật á? Thế thì mình cùng đưa ra một lúc nhé. Ừ. 1, 2, 3. Ơ sao hai đứa chúng mình lại mua cây giống nhau thế này? Nhưng mà anh mua sen đá này ở đâu đấy? À, cái này hôm qua anh sang bên trang trại của cậu Khánh. Thế là để đón em. Nhưng mà anh đến nơi ấy, thì em lại về mất rồi. Thế là anh mới gặp Khánh thì anh thấy cái cây này nó lạ và đẹp. Thế nên anh mua về tặng em đấy. Em cũng mua ở bên nhà anh Khánh đấy. Đúng là công nhận. Em với anh hơi bị thần giao cách cảm đấy. Trời sinh một cặp. Kiểu như là số hai đứa mình là trời sinh trong một cặp rồi về cùng một nhà ấy nhỉ? Đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa. Nhưng mà nhớ là em tặng anh cái cây này, anh phải chăm sóc cho nó đầy đủ vào đấy nhá. Anh biết rồi. Thì cây này anh cũng tặng em cũng phải chăm sóc nó cẩn thận đấy. Người ta biết rồi. Anh hứa với em nhá, là anh sẽ chăm sóc nó cả ngày cả đêm, không để cho nó thiếu một giọt nước nào. Nếu mà lỡ mà cây có bị làm sao nhá, thì em bắt đền đấy. Không làm sao đâu. Eo ơi, tặng quà cho người ta gì mà cây người ta bé hơn cây tặng cho anh. Đi uống nước đi. Thì đi. Ông Khánh ơi! Ông Khánh, kinh sư ơi! Có nhà không? Anh Bùi đấy à? Anh sang chơi à? Tôi đến đây từ nãy nhưng mà không nhìn thấy cậu đâu cả. Đấy, em đang chăm sóc cây ở đằng kia, không biết anh tới.
Thế anh sang chơi hay là có việc gì? À đây, cậu thử kiểm tra cho tôi xem cái cây sen đá mà hôm tôi mua ở nhà cậu ấy. Vâng vâng. Thì cậu xem nó có bị làm sao ấy. Anh có tưới đủ nước cho cây không? Với cả là anh để cây ở chỗ nào? Mấy ngày hôm nay thì tôi bận công việc nên là hôm tưới hôm không. Còn cây thì tôi để ở ngoài ban công. Em biết ngay mà. Đấy, vấn đề là ở đấy, cây nó thiếu nước. Chắc là anh có cái suy nghĩ anh sợ là tưới nhiều quá thì khiến cây bị úng, cho nên là anh tưới rất ít, hoặc là anh vẩy vài giọt vào đất thôi, có đúng không? Sao cậu biết? Thì đây, anh xem đất khô cằn thế này. Vấn đề là anh tưới ít quá, nó không đủ nước để cho nó nuôi dưỡng cây. Đâm ra là cây nó bị khô héo. Thế thôi, đấy. Cái cây này khó chăm thế. Không, có gì khó đâu. Bây giờ thế này nhá. Cây bị như thế này là do mình cung cấp nước chưa đủ. Nói là nó bị khô héo. Với cả là để ở ngoài nắng nữa. Đấy, bây giờ anh chỉ cần mang về, anh tưới nước đủ. Và lưu ý là tưới nước đủ là làm sao mà tưới phải cho đất xung quanh này nó đều phải ướt. Đấy, như thế là được anh ạ. Tôi biết rồi, tôi sẽ thay đổi cái cách tưới nước cho nó. Cảm ơn cậu nhé. Anh cứ chăm sóc đi, có gì lại hỏi em. Anh... Mai à? Ơ okay, Mai. Sao lại... Đến đây xong lại đi ra là như nào? Em sang đây có tí việc muốn hỏi anh ạ. Thế à? Thế có việc gì? Kiều Mai, thế em lại định tránh mặt anh nữa? Không phải, tránh cái gì mà tránh. Nhưng mà anh sang đây làm gì đấy? Mấy ngày hôm nay anh bận công việc nên là cây hôm tưới hôm không. Tất cả là cây để ngoài nắng, thế là nó bị héo, thế thôi. Thế còn cây của em thì sao? Thì... đây. Cây của em cũng có vấn đề. Em không hiểu sao ấy, ngày nào em cũng tưới nước rồi không để ra ngoài nắng, mà cây của em ấy nó chẳng giống cái hôm đầu tiên gì cả. Anh xem hộ em với. Cây của em bị úng rồi. Mà anh bảo này, em không nên tưới nước liên tục khi mà đất nó chưa khô. Đất vẫn còn ướt mà em tưới nước liên tục nhiều ngày thì nó úng là phải. Thế có nghĩa là em không cần phải tưới nhiều nước à anh? Đúng rồi, không nên một chút nào em ạ. Em chỉ cần tưới đủ nước cho cây thôi. Đấy. Thế mà bây giờ em mới biết, đúng là lần đầu tiên trồng sen đá nên là còn nhiều bỡ ngỡ anh ạ. Và mắc những sai lầm trong cái việc chăm sóc cây anh ạ. Không sao, bây giờ thì hai người đã biết cách chăm sóc cây rồi, mọi thứ là sẽ ổn thôi. Với cả ấy, chăm sóc cây nó cũng như là câu chuyện tình yêu ấy. Mình là phải quan tâm, để tâm vào, chăm sóc, vun đắp thì nó mới phát triển được, tốt đẹp được. Úi giời ơi, anh Khánh cứ như là chuyên gia tâm lý tình cảm ấy nhở. Không. Em bảo này, có khi anh Khánh yêu dấu đấy, chứ bây giờ đầy người yêu. Ui, không, em ơi, không, giấu kỹ lắm. Ấy, không có. Cái chuyện là kiến thức về tình yêu ấy thì đấy là lúc nào mà rảnh rỗi không làm vườn hay là chăm sóc cây cá chim muông gì thì em lại lên trên mạng em học hỏi một chút để tích lũy kinh nghiệm, bao giờ mà mình cần đến thì mình dùng, nhưng mà chưa có dịp. Thế thì em lại bật mí cho anh cái này nhá. Kỹ sư Ánh ấy đâu còn độc thân đấy. Ơi em, Ánh là để dành cho thân nhà anh đang tán rồi, em làm thế không được đâu. Thôi hai người, không cần phải to nhỏ. Cái vấn đề này thì em hiểu đấy, nhưng mà không, em, anh không có ý như thế đâu. Với lại là cái chuyện tình cảm thì theo quan điểm cá nhân của em thì cứ để nó tự nhiên, bao giờ duyên nó đến thì em hơi vụng. Thôi em cảm ơn anh nhá, em đi về đây ạ. Rồi hai người cứ mang cây về chăm sóc đi, có gì không hiểu thì lại alo cho em nhá. Vâng ạ. Chị rồi, hai người về nhá. Vâng ạ, em chào anh.